Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương vừa có buổi tiếp xã giao đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Julien Guerrier, nhân chuyển thăm và làm việc tại Thừa Thiên Huế. Tại buổi gặp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc đại sứ Julien Guerrier có nhiều kỳ thành công, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam EU nói chung và giữa các cơ quan hữu quan EU với Thừa Thiên Huế nói riêng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ rất lớn từ các nước thành viên EU trong các dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Thừa Thiên Huế mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác châu Âu trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu, sáng tạo khởi nghiệp, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ đảm bảo môi trường chính trị xã hội ổn định, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp châu Âu, hoạt động ổn định lâu dài và hiệu quả tại Thừa Thiên Huế. Đại sứ Julien Guerrier bày tỏ vui mừng được cử sang làm đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Ngài đại sứ khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa EU-Việt Nam. Riêng đối với Thừa Thiên Huế, ông Julien Guerrier chia sẻ nhiều thành viên của EU đã có các mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, đối ngoại. Tin tưởng với truyền thống quan hệ hợp tác lâu dài, phát triển bền vững, các thành viên EU sẽ có nhiều nhà đầu tư đến Thừa Thiên Huế và ngược lại. EU sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế xanh thông qua chuyển đổi năng lượng cân bằng, năng lượng tái tạo, đồng thời hỗ trợ quỹ đổi mới sáng tạo thông qua sáng kiến cửa ngõ toàn cầu, đào tạo học sinh sinh viên nghiên cứu học tập tại EU, đưa khách du lịch đến Huế. Mong muốn Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển, song vẫn duy trì được bản sắc văn hóa của mình.